Thì Kelly đi bắt tao. Oh, Lucas đòi ba mua cho chiếc auto này kìa. 66.000 euro. Oh, 66.000. Thì Kelly cũng đi cùng. Sở thích của ba Niu là đọc báo về auto, rất là thích auto, do đó ngày nào cũng đặt loại auto này, lại báo này cả nhà là auto week là một tuần sẽ có hai chuyến auto như thế này, và ba Niu sẽ đặt một tháng là trả 12 euro là tầm 200 mấy 300 gì đó, thế là một tuần hai cha con có hai quyển báo mới về auto mới ra, những thông tin về auto này nọ. Mọi auto rồi qua cả thử Luca chọn chiếc auto này nha. Ô Luca chọn chiếc auto màu xanh đi. Mọi auto đặt Luca có bên phòng mama. Auto snail. Chiếc auto này chạy nhanh. Nó chiếc auto này chạy rất rất là nhanh. Luca nó nhiều cả nhà tuổi này. Chiếc auto này thì to. Ồ, cái phần bác của nó Luca kêu nó bị hư, mà cái này là cái để đựng đồ. Ừ, xe nào cũng đẹp hết. Cái sở thích mà thích auto là từ Ba Niu cũng rất là ghiền auto, và Luca cũng thế đấy cả nhà. TV mở thì không ai xem mà hai người TV mở thì không ai xem. Đây TV là có Peppa Pig, không ai xem mà suốt ngày hai người là cầm hai cái tờ báo và ngồi ngắm auto và nói tài le tài lẹ luôn. Hey Luca, where the auto bin Luca look? Đi. Ồ, Luca rất thích màu xanh nên chiếc auto nào màu xanh em cũng đều rất là thích. Đi, mỗi auto. Ừ. Đi cho papa. Mỗi auto, kêu papa cóp ra auto. Đi. Hôm nay cuối tuần mẹ U được nghỉ thả hơi nên là ba Niu dậy sớm với Luca. Mẹ U ngủ dậy là thấy cạnh hai cha con hai tờ báo và ngồi đọc và bàn chuyện auto như hai người đàn ông vậy đấy. Nhà ơi, đây là bữa sáng của mẹ U, dâu và gia ua. Bữa sáng này thì mẹ U ăn thanh đạm, chứ bình thường mẹ U sẽ ăn bánh bao hay là mì gói đấy cả nhà. Mẹ U ăn thanh đạm để tí nữa mẹ U đi tới nhà bạn ăn nhiều hơn, ăn đồ ngon. Nên giờ phải để bụng trước với cả nhà. Cái tô này là mình không biết là tô da ua dâu hay là dâu da ua nữa. Cơ bản là dâu nó nhiều quá nên da ua mình không thể để thêm nhiều được. Đây cô chú ơi, Luca đang dọn dẹp đồ chơi. Sáng giờ hai cha mẹ ngủ nướng thì hai cha con lại lôi ra phòng khách. Giờ đang dọn dẹp cái đống này vô lại phòng của Lucas. Tháo ra xong ráp lại nha. Ờ, đi ra tập khô. Ờ, cái này to quá không có để vào thùng được thì mẹ phải giữ. Ồ, dạ, đã bắt vào. Vô trong lành đó. Tức là trong phòng của Lucas là dù có gì là ba mẹ không có được xía vô. Còn ở ngoài nhà là chơi xong là phải dọn dẹp. Còn trong phòng muốn làm gì thì làm, đó là không gian riêng của em đấy cả nhà. Nè, tí nữa vô coi trong phòng ảnh phá một đống, lâu lâu ba vô chơi thì ba dọn dẹp lại với ảnh chung. Con cầm cái auto đi được rồi, có phải lấy cái thùng đi khiêng. Ừ, cái này không phải auto, đây là flick tàu. Yeah, cái này không phải auto, cái này là xe máy bay. Ừ, cái đó là máy bay. Thì con dọn vô được rồi, con ôm vô được rồi, có phải xách cái thùng đi làm đồ vận chuyển nó mới ghê chứ. Rồi cái này râm offline chứ. Hey Lucas. Anh kêu mẹ kêu là dọn cho phòng khách nó trống trải một tí là em vô để em đổ đóng như đồ đồng nát thế này hả? Hử con? Luca muốn đi sẽ apartment in the car đây, nhà của auto đâu, phải để auto vô trong đó chứ.
Đây cả nhà. Rồi trên giường là cái bảng xếp chữ cũng không có hoàn thành, làm xong rồi đổ ra ngoài luôn. Lại kết vô lại. Làm vậy vài vòng là nó mệt tới cả nhà. Trời, con lấy tay con xếp chứ có phải lấy cái thùng ra con ra con đổ vậy luôn hả? Giờ đổ đóng ở trong cái nhà này hả? Luca. Xếp từng auto, in auto, pack in, knock in, sit in here. Let in that, no, direct nó đã. Đây này mày lấy cho ví dụ này, lấy một cái auto này xong để vô đây nè, đó, cái nhà xe auto này. Rồi con chỉ thích đổ đóng thôi cô chú ạ. Đồ chơi của em ha, mày không có quyền quyết định phải không? Dạ. Đúng rồi, để vào trong nhà. Để luôn trên thùng luôn hả? Ok, khu sổ đặt. Ok, đặt khu. Yeah. Yeah, and the oak. Yeah. Ok, khu sổ. Anh cho gọn gà. Yeah. Cho máy bay vào trong đóng đồng rác luôn hả? Đây cả nhà ơi, thì hai mẹ con mình đã đi xuống dưới nhà rồi, trong khi đợi ba Niu. Bà Niu đang gọi điện thoại để đặt lịch hẹn tiêm vaccine. Nên dắt Luca xuống đây để khỏi mà ồn ào. Trong tay Luca là cầm hai miếng bánh tráng. Tại hôm nay mình sẽ đi ăn món gỏi gà cần bánh tráng. Thì đối diện nhà mình phát hiện ra đây. Đây cả nhà, không cần phải ra công viên, đi xuống một bước đối diện nhà mình luôn. Đây một đám tầm ma. Cây tầm ma nó mọc quá trời này cả nhà. Nhưng cây này là không có được đụng vô. Luca chỉ hai cây kia là người ta tính trồng á. Đây là một cái công ty mà chế biến gỗ hay làm thủ công đó cả nhà, một cái xưởng nhà nhỏ đối diện nhà mình. Đây người ta đất người ta bắt đầu người ta trồng này, trồng cây mận hay cây táo gì đó. Luca chỉ. Thế là tối nay tí đi về mẹ đem kéo ra đây mẹ tỉa cái ngọn ở đây cho xong. Tầm ma mọc quá trời luôn. Đợt trước là mình hái bí ở đây này cả nhà. Đợt trước là người ta trồng bí mà người ta kêu hái thoải mái. Tại ba Niu có xin rồi. Bây giờ người ta là trồng trái cây ăn trái. Thì chắc vài năm nữa mà gia đình mình chắc gì ở đây vài năm nữa. Rồi cuối cùng ba Niu cũng đã tới. Yến. Đã vài hút nít ra là tô cổ tốt. Mình vừa mới lên xe cái Luca kêu Mama cay cần. Ba Niu đừng có cay cần. Mình cũng không có được xem. Đây món quà ba Niu mua từ khi nào mình không biết luôn ấy. Một con nghìn ta xóa đó. Này. Đây món quà dành cho mình vào ngày mai, ngày mua đồ đạc. Đây, bây giờ mình biết là ba Niu đã chuẩn bị quà cho mình rồi. Mà mình tưởng là ông sẽ không chuẩn bị quà cho mình chứ. Mà mình không biết cái đó là cái gì. Để ngày mai mình sẽ cho các bạn xem là hôm nay ba Niu mua cho mình cái gì nha. Cái túi nhìn có vẻ đẹp đấy. Cả nhà ơi, cái túi quà đó là không phải của ba Niu mua. Sau một hồi nói chuyện thì mình phát hiện ra đó là hôm qua Luca đi học và cô giáo của Luca đã chuẩn bị với Luca một món quà cho mình mà ba Niu đem về trước. Tại vì khi mình đi đón Luca về thì mình không thấy mà ba Niu để trong xe auto. Thì ba Niu nói đó là món quà của con trai tặng chứ không phải ba Niu. Mà ba Niu lại nói là giao ba Niu lần trước ba Niu hỏi mình là có muốn quà gì cho mua đồ đắt không. Mình trả lời là mình muốn tiền để chơi coi mà ba Niu không chịu cái phương án đó. Nên bây giờ mình cũng chưa xác định được quà mua đồ đắt từ ba Niu của là cái gì. Thì đó, mình có một sự cái gì gọi gì nhỉ, thất vọng nhẹ nhẹ. Bởi vì mình nghĩ là ba Niu sẽ tạo bất ngờ cho mình. Thật ra mình cũng bất ngờ bởi vì ba Niu đâu có tiền mặt đâu. Ba Niu chỉ có xài thẻ, mà thẻ là hai thẻ chung với mình. Ba Niu xài gì mình biết, mua gì là lạ, cửa hàng là lạ là mình biết. Ba Niu chỉ có mua ở siêu thị. Ba Niu khát phần mua đồ for lunch là KFC. Ba Niu kêu là để mua đồ đáp buổi trưa đi ra KFC ăn làm quà cho mẹ U. Bởi vì mẹ U rất thích ăn KFC. Trời ơi, cái trò này là mẹ U không thích rồi nha. Romantic dinner KFC in the car. Đây cái dãy nhà này rất là đặc biệt cả nhà. Có dịp mình sẽ tìm hiểu và quay cho cả nhà biết nha. Đây là cái quà tặng từ một trong những nước Bắc Âu Thụy Điển cho Hà Lan đấy cả nhà. Groot varken? Yeah. Thế như thường lệ cuối tuần thì mẹ U và Luca lại đánh lẻ đi chơi. Ba Niu lại nói là tuần sau, thứ năm tuần sau thì ba Niu sẽ tiêm vaccine. Thật sự tiêm vaccine ở đây á, là đối với ba Niu cũng là một chuyện rất là lớn. Bởi vì người ta quan trọng đến sức khỏe. Người ta rất là cảm thấy đây là một cái gì đó rất là đặc biệt với cả nhà. Cũng rất là hồi hộp, lo lắng sau khi tiêm vaccine xong thì có bị những cái triệu chứng hay những cái gì ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Nhưng mà bây giờ thì dịch quá là hoành hành. Nên là mình nghĩ cũng phải nên tiêm. Và ba Niu cũng đang phân vân là không biết là nên tiêm một
một mũi hay là hai mũi. Thường là người bình thường khi lần đầu tiên tiêm vaccine sẽ là tiêm hai mũi cho đủ. Nhưng mà gia đình mình đã trải qua corona rồi thì người ta khuyên bao nhiêu hai mũi, nhưng bao nhiêu kêu một mũi là đủ rồi. Nên giờ là bao nhiêu đợi để gọi cho bác sĩ nữa, để coi thì bác sĩ sẽ khuyên mình là tiêm một mũi hay hai mũi. Và tại sao là bao nhiêu là được ưu tiên tiêm trước? Tại mình chưa có lịch tiêm vaccine. Bên này thì bây giờ là người già trên 75 tuổi mới đã tiêm xong đợt 1, đợt 2 rồi. Còn bây giờ đến những người trẻ, những người có bệnh bệnh lý bao nhiêu là bị hen suyễn, như đó được ưu tiên tiêm trước. Ông Luca, ông ngồi sau xe mà ông nhìn thấy cái đèn đỏ đầu kia, ông kêu là đèn đỏ kia phải dừng lại. Rồi thì stop for Lucas. Rồi bạn Luca nói là cross stop and this. Rồi màu xanh là được phép đi. Cruel là tiếng Hà Lan, có nghĩa là màu xanh đấy cả nhà. Đây, đến làng Buộc Khung, nơi mà gia đình bạn mẹ Ú đang sinh sống. Nhà mình đó, có ba mẹ và Luca thôi. Mà thường thường Luca lúc nào cũng theo ba ba, Ikame mê ba ba. Mà hôm nay á, là ba Niu sẽ qua nhà dọn dẹp nhà kia. Còn cái nhà đó Luca cũng thích bởi vì có cái khu vườn cho Luca chơi. Còn hôm nay mẹ Ú sẽ xuống nhà bạn mẹ Ú để ăn ăn món ngon Việt Nam. Thì hỏi Luca là Luca muốn theo ai? Lúc đầu Luca, Luca khá mê mấy papa? Dạ. Ok. Mẹ uncle có mê mama. Mình hỏi là Luca đi tới theo papa hay theo mama? Xong thì Luca bình thường sẽ trả lời theo papa, nhưng mà biết đi xuống đây chơi, có bạn chơi, có Ben nè, nên Luca sẽ rất là thích. Cho đó Luca lúc nào cũng đòi theo mẹ đó. Mà mình không biết chạy xe, không tự đi một mình được, thì ba Niu chở đi là tới đây là em đòi xuống, một hai đòi xuống. Tang tang tang, tới nơi rồi. Tốt là tới không ạ? Đuôi, đó, tới đây là đi theo mama thôi. Hey, anh phục trích bực mệt thêm mình. Dạ. Dạ, đừng có kêu tôi nữa, tôi mệt lắm. Đây, gỏi gà, ăn tôi chà bá luôn. Thêm nồi cháo đang trên máy nữa. Wow. Cả nhà ơi, mẹ Ú vừa mới từ nhà bà Trâm Hen Ben đi ăn ké về rồi. Thì trên đường về thì nhà mẹ Ú đã ghé qua cái tiệm siêu thị. Cả nhà có thấy cái siêu thị màu xanh lá cây không? Đó là siêu thị Plus. Bà Niu đã đặt một cái Magic Box ở siêu thị Plus với giá 5 euro. Thì chúng ta hãy cùng đợi xem tí nữa bà Niu và Luca sẽ tha cái gì về nha. Tại vì như video trước mình đã nói, cái thùng Magic Box này là mình sẽ không biết trước là cái gì. Bởi vì trong siêu thị hôm đó hàng nó còn cái gì gần hết đát hay là hết đát ngày hôm đó. Thì sẽ nó để lại cho mình. Đây. Nên là bà Niu với Luca đi vào để lấy rồi. Trời mưa nên mẹ ủ trong xe đợi. Nhanh chứ cả nhà ơi, đây hai cha con đang cầm đồ về đây. Thường thường người ta sẽ mang thêm một cái túi đi đựng, mà hôm nay bà Niu không có mang cái túi. Thì chúng ta sẽ, nên là hai cha con phải đi cùng nhau để cầm. Oh yeah. Đây. Hai cha con đi vào siêu thị là đi ra là mua hoa cho mẹ Ú luôn nè. Đi cho xe hết giờ cóp tóc. Gratis. Oh. Zij wil u een bosje tulpen? Ja hoor, rode. Cái này cũng là miễn phí cả nhà ơi, tưởng đi mua hoa tặng mẹ Ú. Snoep paprika. Đây có một cái ớt, snoep ớt. Đây là cái cơm sẵn, đặt đi xin ít lấy cơm gà. Cái hộp cơm sẵn gà cái hôm nay. Cái này có đùi gà. Hier ook nog kaas, die zou ook hebben. Vandaag 8. Nè. Đây có thêm phô mai. Tot. Bloemen. 8 mei. Waar zijn we vandaag? We werden niet kijken. Ja. Zo, daar. Die kaas die moet snel op, denk ik. Het hebben we bijna salade. Vandaag is die kaas goed. Ja. En salade. En salade. Veldsla. Daar. Đây là bữa ăn năm ơ của nhà mình. Heb je dat kleine bakje? Ja, de paprika. Nee, dat kleine bakje. Đây thêm cái hộp. Nestle. Thêm một cái hộp toucher nữa. Yeah. Đây toàn đồ ăn sẵn không, đồ sắp hết đát đây. Thời tiết Hà Lan cả nhà, mùa hè mà mưa vẫn rất là thường xuyên. Có cả hạt dragon á.
Đây, hôm nay mẹ U chia sẻ một ít về cuộc sống cuối tuần của gia đình mình. Thường thường cuối tuần mình hay tụ tập ăn uống với bạn bè người Việt của mình á. Nên bạn nếu không đi theo thì hôm nay cũng như thường lệ mình đến ăn cháo gà và gỏi gà rất là ngon. Và hôm nay là đặc biệt hơn là mình bị dính hai cú lừa luôn, bởi vì ngày mai là ngày của mẹ thì mình nghĩ là mình sẽ có quà. Buổi sáng là dính kêu cú lừa là hộp quà trên ô tô, tưởng là bạn nếu mua cho mình mà test ra đó là quà cô giáo với Luca chuẩn bị cho mình. Và đây cũng là bó hoa mình tự hai cha con vào siêu thị mua cho mình, test ra đồ miễn phí. Trời ơi, cảm giác hơi bị thất vọng một tí. Thật ra là bạn nếu có hỏi mình là mua đồ đắt thích cái gì, nhưng mà mình cũng chưa suy nghĩ ra là mình thích cái gì. Và bây giờ mình cũng chẳng có nhu cầu mua cái gì nên mình cũng chẳng thích xài tiền. Bởi vì sao? Bởi vì tiền hai vợ chồng mình chung công, giờ ông mua hay là mình tự mua thì cũng như nhau thôi cả nhà. Đây, mình chia sẻ một tí về cuộc sống của mình vào ngày cuối tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thích cũng như yêu quý gia đình mình thì đừng quên cho gia đình mình một like cũng như chia sẻ nhé. Bye bye. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đuôi đuôi. Mình muốn dừng video của mình tại đây và thêm cú lừa thứ ba nữa. Đây là quà Luca và cô Luca chuẩn bị cho mama. Mà Luca đưa cho mẹ một cái tấm thiệp thôi. Còn cái quà là phải ba ba với Luca tự khui, chứ không có phần của mama trong đó. Chịu nổi không cả nhà? Mama here, mama đã out of star my mama. Darum said it fly asleep that then dài. Oh. Wow. Kijk. Wow. Look at her hand. Oh. En dan kan daar. Wow. Ja, đây là cái bàn tay của Lucas. Cái hộp quà thật đẹp nè. Wow, đây là môi. Đôi sẽ Luca mát cho mama. Ở đây con nít nó rất là tận dụng những cái này ấy cả nhà. Ở trường đó, họ rất là dùng nhiều cái. Giờ để mama tới quay cái món quà đặc biệt. Đây, đây là món quà của Luca tặng cho mama đây cả nhà. Họ Luca rất thích màu xanh. Vì sao? Bởi bàn tay của Luca cũng là màu xanh luôn. Trong cái hộp rất là dễ thương. Thank you well, Lucas. This is a hand van. Oh, đây là bàn tay của Lucas. Đây món quà tặng của Lucas. Rất moi á. Tí nữa mẹ sẽ gửi thư cảm ơn cô giáo của Lucas để chỉ cho Lucas làm món quà tặng mẹ. Đây trên cái hộp dán đủ trò luôn cả nhà. Nhìn rất là dễ thương.